Chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube, kênh khởi nghiệp, kênh chuyên mua bán bò giống chất lượng. Đó các bác, hôm nay buổi sáng thứ năm ngày 11 tháng 1 nha bà con. Đó, âm lịch là hôm nay ngày mùng 1 tháng 12 bà con. Đó thì sau vài ngày gom hàng các bác, thì trại bò giống của chú Thơm lại về một lô bò ba bê được gồm có 14 con nha bà con, to nhỏ đều có. Đó thì cũng không để bà con chờ đợi lâu, bây giờ chú Thơm sẽ vào review chi tiết tổng thể 14 con này và công khai báo giá luôn cho bà con mình xem và tham khảo. Đó, để bác nào đang có nhu cầu tìm mua thì các bác cũng có thể theo dõi clip này. Đó, nếu các bác cảm thấy ưng cái bụng thì nhanh tay liên hệ trực tiếp gặp em để đến xem thực tế và bắt cái lô này. Ưu tiên bác nào mua hết. Đây các bác, đó, trước mặt các bác nè, trước mặt toàn thể bà con mình là một lô bò ba bê đực này. Đây, gồm có 12 con nha bác các bác. Ở bên phía bên đây gồm có 12 con nha bà con. Đó, và ở bên kia phía có, bên phía bên đây có 2 con nữa. Đó, hàng, bà con này, hàng cực kỳ chất lượng luôn các bác, hàng cực kỳ nét luôn. Đó, thì bây giờ chú Thơm sang bên đây. Đây, chú Thơm sang review trước 2 con này đi. Trước hai con này cho bà con nông dân mình xem đi. Đó, để bác nào có nhu cầu mua hai con này thì các bác cũng có thể theo dõi trước. Đây, hai con bên đây là hai con ba bê được lở rồi nha các bác. Ba bê sâu mũi rồi nha bà con. Đó, ba bê đôi này là sâu mũi rồi nha các bác. Đôi này về là các bác nuôi là vỗ là lớn rồi. Các bác nuôi tầm cỡ 6 đến 8 tháng là bà con mình có thể bán được rồi. Đôi me lở này. Đây các bác, đây, một con này chân tay to cao thường nha các bác. Con này có quả mông tròn xoe luôn các bác. Con này mà béo lên thì quả mông nó tròn xoe luôn các bác. Con này ở bụng. Con này chú Thơm ưng được cái quả mông này. Thì me già tháng rồi nha các bác. Me nó rớt vào tầm 10 tháng trở lên rồi nha bà con. Nên các bác nuôi hoàn toàn yên tâm nhá. Đây, con này là con thứ hai nhá. Con này chỉ to hơn này, cao trường hơn này. Đó, con này chỉ to hơn. Có sao chú Thơm nói vậy. Đây, me đẹp các bác. Bò được lỡ rồi chứ không phải me nữa. Đó, được chưa bà con, được chưa bà con. Đó, chỉ đôi này chú Thơm cũng báo giá nhanh luôn nhá. Đôi này chú Thơm bán là bằng 45 triệu nha bà con, 45 triệu nha. Đó, quá đẹp các bác. Đôi mè cực kỳ hợp lý luôn bà con. Đó này về thì các bác nuôi là vỗ béo cho nó, nuôi tầm cỡ 6 đến 8 tháng là bà con mình có thể xuất được rồi. Đó, chú Thơm bán giá thui cho bà con thôi nha. Chú Thơm bán giá thui cho các bác thôi. Đó, 45 triệu nha. Bác nào có ít vốn muốn mua đôi được lỡ về nuôi vỗ béo để phát triển kinh tế gia đình mình, lấy ngắn nuôi dài. Đó, thì đôi này là ưu tiên số 1 dành cho bà con này. Đó, 45 triệu đôi mè các bác. Rẻ, quá rẻ đi các bác. Được chưa bà con? Xong xuôi nhá. Đó thì bây giờ chú Thơm sang review tổng thể 12 con ở bên đây. Đây, chú Thơm đây, cám cho bò ăn. Đây các bác, buồn nhưng mà cho cám ăn, cho vẫn cho nó ăn uống tốt nha các bác. Đây, ở bên đây tổng thể có 12 con nha các bác. Tổng thể có 12 con nha. Hàng đẹp tuyệt vời nha bà con. Đây các bác nhìn này, to nhỏ đều có nha các bác. To nhỏ đều có nha. Đó, chỉ ở bên đây có 3 con nhỏ. Chú Thơm đánh dấu 3 con nhỏ. Nếu các bác nào muốn mua 3 con nhỏ thì chú Thơm cũng bán. Và tổng thể là trật lại 9 con to nha. Đó thì bây giờ chú Thơm review tổng thể 12 con này luôn và công khai báo giá luôn cho các bác xem nhé. Đây, con này là con đầu tiên luôn các bác này. Các bác nhìn mông này, tròn xe các bác, mè cực đẹp các bác. Đây, họ dày nha, mông bung vai dày, chân cẳng to, một con nha các bác. Bò này là bò tuyển chọn rồi nha bà con. Đây, bò tuyển chọn rồi, nên bà con hoàn toàn yên tâm nhé. Con này có số 2 nha các bác. Đây, họ, con này có số 2 nha các bác. Được chưa bà con? Đến con này là con số 3 nha bà con. Đây, con này là con số 3 nha. Đó, đến con to này con số 4. Đây, nó bị lên cái mụn cóc đó các bác. Hồi nãy chú Thơm lấy kéo chú Thơm cắt đi. Chú xíu em xịt thuốc vô là hết. Lên cái mụn này em cắt luôn. Cho anh nhìn đẹp quá mẹ. Mẹ này mẹ lỡ rồi nha. Đi, đi, sang. Đi. Đây, cứ dúm dúm này các bác. Đó, 4 con này. Được chưa bà con? Con này có số 5 này. Đây các bác nhìn, các bác có nhìn cái tông con mè. Đẹp. Đây con này có số 6 này.
con đó con số 6, con nó 7 giờ tối hôm qua chú Thông mới bắt được hắn. Bắt lúc 7 giờ tối đó. Con số 6 này con bắt. Đây. Đấy con này, con số 7 này bà con. Đây. Đây. Đây con số 7 luôn này. Mẹ con bác thấy mẹ đẹp không? Vip 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 luôn các bác. Số 7 nha. Con này con số 8 nha các bác. Đây. Đây. Đi. 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 Đây. Đó, con này có số 8 nha bà con. Đây con này các bác nhìn vậy chứ biểu cân trên 230 cân hơi rồi nha, chứ không ít đâu nha các bác. Đó, con này cũng vậy này. Đó, đọc hai con này luôn cho các bác xem này. Con này cũng biểu 230 cân hơi trở lên rồi nha. Đó, các bác nếu không tin thì các bác có thể đến nhà xem thực tế, hoặc các bác có thể quay Zalo cho thêm cân Zalo cho các bác xem luôn. Đó. Đó, con này con số mấy các bác? Số 8 đúng không? Con này con số 10 này các bác này. Con này con số 9 rồi đó các bác. Con này là con số 10 này. Đây con lỡ này. Con số 10 này. Mẹ mẹ đẹp không các bác? Mẹ. Các bác nhìn. Bỏ đỉnh cao luôn các bác. Đây và hai con này. Con 11 và con 12 này. Đây hai con nhỏ này. Đứng ở trong đây luôn. Cùng một loại tinh luôn các bác. Đây. Đó. Con 11 và con 12 này. Được chưa bà con? Các bác nhìn kỹ chưa ạ? Đó, chú Thơm vừa review tổng thể là 12 con bò giống 3B giống chất lượng nha. Các bác lưu ý là B này là B chọn lọc hết nha bà con. B được chính tay kênh khởi nghiệp đi tìm, mua và chọn lọc để về bán cho các bác nha. Đó, các bác nào có thể đến nhà xem thực tế, coi có đúng những gì chú Thơm miêu tả hay không. Và chú Thơm khuyên các bác mua bò thì đến tận nhà xem thực tế nha. Các bác nên đến tận nhà xem thực tế nha. Mình nhìn qua video cũng để tham khảo thôi. Đó. Các bác hiểu không? Đó. Buôn bán mỗi người mỗi kiểu nha các bác. Chú Thầm chỉ nói vậy thôi. Để bà con mình hiểu thôi. Đó. 12 con nha các bác. Đó thì 12 con này nha. 12 con này chú Thầm bán xô đàn nha. Là bằng 19 triệu nha các bác. Bằng 19 triệu nha. Đó. Bác nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ trực tiếp gặp em để đến xem thực tế để bắt 12 con này. Đó, 12 con này chú Thâm nhắc lại nha. Em bán xô đàn là 19 triệu một con nha các bác. Quá đẹp các bác. Đó, mè này các bác. Con này hơn 200 hơi rồi nha các bác. Nhìn các bác nhìn. Các bác nhìn con mè là các bác biết là sau này các bác nuôi không có thành con bò lực lưỡng không. Mè quá đẹp các bác. Đây này, bà con nhìn. Đó đứng ngẫu nhìn nha các bác, đứng ngẫu nhìn chứ không chú Thơm không phải đè con tôm con nhỏ không quay nha. Đó thì ở đây có ba con, ở đây có ba con nhỏ nhỏ chú Thơm đánh dấu. Đây các bác, ba con nhỏ nhỏ chú Thơm đánh dấu này. Đây. Chú Thơm đánh dấu có ba con nha các bác. Đây, con này là con đầu tiên này. Ba con nhỏ nha các bác. Đây. Ba con nhỏ là một con này. Đó. Đây. Hai con này. Đây. Hai con này, đánh dấu này các bác nha. Hai con này. Và con này là con số 3 này, con này đánh dấu này. Đây đây, mờ mờ rồi các bác. Đó, ở trong đây có ba con nhỏ nha các bác. Đó các bác mua tổng thể 12 con này là số là bằng 19 triệu. Bao vận chuyển nha các bác, bao vận chuyển nha. Đây, con này chú Thông cũng vừa nói là hơn 230 cân hơi này. Chứ không phải ít đâu. Để bà con nhìn con này là trên 200 cân hơi. Đó, thì có ba con nhỏ nha. Bác nào ít tiền muốn mua ba con nhỏ thì ba con nhỏ là bằng 16 triệu một con nhá. Ba con nhỏ là 16 triệu chú Thơm đánh dấu đó. Để cho bác nhìn rõ nhá. Thì tật lại con to nha các bác, tật lại con to nhá. Không có rồi nhiều bác theo dõi cây khởi nghiệp lại bảo mẹ thằng này nó ăn lúc mấy triệu thế. Ví dụ như nó mua con của tao 15 16 triệu nó về nó bán 19 20 triệu nó lấy lúc mấy triệu thôi. Các bác phải lưu ý cái vấn đề đó nhá. Đó con to bù con nhỏ, ở trong đây chú Thơm đã mua những con nó hơn 20 triệu rồi nha các bác. Đây mè này các bác. Đó những con chú Thơm mua trên 20 triệu rồi. Đó về nhà cân đối và bán cho các bác. Đây ba con nhỏ nha. Ba con nhỏ 16 triệu một con nha. Đây chú Thơm quay lại này. Bác nào có điều kiện mua hết 12 con này thì bác hết. Còn không thì tiền con nào có giá tiền con đó. Không các bác muốn mua 5-7 con chú Thơm vẫn bán. Các bác cứ đến nhà xem thực tế. Và ba con nhỏ chú Thơm lấy dấu. Con này là con đầu tiên này. Đây mè này các bác này. Con này nha bà con. Con này không phải rồi nha các bác. Con này chú Thơm mua bằng 22 triệu rồi nha bà con. Con này là con đầu tiên nhá. Đây ba con này. Đây chính xác luôn này các bác này. Đó ba con đứng một chỗ này.
Ồ, bác nào ít tiền muốn mua ba con này về nuôi vỗ béo thì ba con này là ưu tiên số 1 dành cho các bác này. Đó, 16 triệu một con nhá. Nói toạc móng heo luôn, chả dâu dâu dím dím gì cả nha. Ông có quay rõ tách ra cho các bác, vì hắn nhỏ quá nên em tách ra để cho các bác nhìn nhận rõ ràng. Ông có rồi quay là ui trời mẹ bằng cái tí nó bán một mớ tiền, không có cái chuyện đấy. Nó có cần có kéo có lạng đàng hoàng nha các bác. Có cần có kéo có lạng đàng hoàng nha. Các bác muốn mua con chú Thơm bán con, còn các bác không muốn mua con thì mua cân chú Thơm sẵn sàng bán cân cho các bác nha. Đó, và bà con nông dân biết các bác có nhu cầu muốn mua 12 con này thì các bác nhanh tay liên hệ trực tiếp gặp em. Chú Thơm sẽ báo xô tổng thể lô bò 12 con này, xô đàn, cân hơi của nó là rớt vào tầm khoảng bao nhiêu cân hơi. Đó, ok các bác chưa? Đó, còn các bác có nhu cầu mua 3 con nhỏ. Đây, 3 con nhỏ thì bằng 16 triệu. Một con này, đó chú Thơm đánh dấu là cái chỗ đó. Này, 16 triệu các bác cũng có thể sở hữu con 3B giống chất lượng này, hai con này. Đó, và 3 con này. Được chưa bà con? Mè cực đẹp các bác, chân tay to, cao dài, vai dày, lưng hở. Đó. Quá đẹp các bác. Đi, đi. Đây. Đó. Rồi, ok bà con nhé. Đó thì chú Thơm vừa review tổng thể và công khai báo giá tổng thể hết ở trong chuồng chú Thơm là bằng 14 con. 14 con thì hai con bên đó là bằng 45 triệu. Các bác mua hết 8, các bác mua hết 12 con này là xô vào lòng 19 triệu. Đó, hoặc các bác có nhu cầu mua 9 con hoặc 8 con thì nhanh tay liên hệ trực tiếp gặp em. Hoặc các bác có nhu cầu mua 3 con nhỏ này, hoặc là trật 3 con nhỏ này ra. Đó thì các bác cứ trừ đi, các bác cứ trừ ra là nó ra số tiền của những con to nha các bác. Đây, mẹ các bác vài giày cực đẹp luôn các bác. Đó, ok bà con nhá. Bác nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ trực tiếp gặp em và bắt cái lô bò này. Đó, hoặc bà con nông dân bác nào có nhu cầu mua bán thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ chú Thơm nha các bác. Mua bán thì nhớ đăng ký ủng hộ chú Thơm nha bà con. Đó, mẹ cực đẹp các bác. Đây, hoặc các bác thấy video này hay thì chia sẻ video này cho mọi người cùng biết nha các bác. Đó, kênh khởi nghiệp xin chào các bác nha. Chào toàn thể bà con.